Đã bao lâu bạn chưa chăm sóc cho bản thân? Đã bao lâu bạn chưa có một phương pháp thật sự an toàn cho da mặt? Phụ nữ hãy yêu thương bản thân ngay hôm nay. Không chỉ sở hữu sự khác biệt đặc trưng về mặt di truyền của làn da châu Á, làn da của phụ nữ Việt Nam còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ khí hậu nhiệt đới gió mùa và các yếu tố ô nhiễm đáng báo động của môi trường hiện tại. Do đó, làn da thường gặp phải những vấn đề như da dễ bị nám sạm, da dễ bị đổ dầu và bị mụn, da dễ bị mất ẩm, da có khuynh hướng nhạy cảm và dễ bị sẹo. Dr. Hương chiết xuất từ lá và quả cây dâu tằm, cây cam thảo, cây phỉ, trà xanh và rất nhiều các nguyên tố khác là dòng sản phẩm được phát triển và kiểm soát chặt chẽ bởi các chuyên gia da liễu hàng đầu đến từ Hàn Quốc kết hợp Đông y Việt Nam. Thanh Mộc Hương Excellent, 우리 모든 제품들은 깨끗한. Tại Thanh Mộc Hương, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều là nguyên liệu sạch từ thiên nhiên, với dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại. Dr. Hương là một trong những dòng sữa rửa mặt cao cấp, được kết hợp giữa công nghệ Hàn Quốc cùng Đông y Việt Nam, chắc chắn sẽ là siêu phẩm bùng nổ trong mùa hè này. Công nghệ đạt tiêu chuẩn hiện đại, quy trình sản xuất khép kín, Dr. Hương không chỉ mang đến giải pháp chăm sóc lý tưởng cho các làn da nhạy cảm, mà còn được khuyên dùng cho mọi làn da nhờ công thức hiệu quả và an toàn lâu dài. Với mong muốn mang lại một phương pháp an toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên, Thanh Mộc Hương đã tung ra thị trường dòng sản phẩm sữa rửa mặt cao cấp, giúp cải thiện tất cả những vấn đề về da mặt mà phái đẹp hay mắc phải, mang lại hiệu quả vượt trội, là tâm huyết mà doanh nghiệp Thanh Mộc Hương gửi gắm trong sản phẩm để mang đến cho người tiêu dùng sự tin cậy, bảo đảm tuyệt đối. Đây được coi là một sự khác biệt hoàn hảo chưa từng có tại Việt Nam. Thanh Mộc Hương với tầm nhìn sứ mệnh sẽ trở thành người bạn tâm tình sẻ chia một cách toàn diện cùng chị em phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sắc đẹp. Chúng tôi không ngừng cố gắng cho ra mắt những sản phẩm an toàn và hiệu quả. Thanh Mộc Hương là sự kết hợp uyển chuyển giữa truyền thống và hiện đại. Chúng tôi luôn mong muốn trao những giá trị tốt đẹp nhất cho khách hàng dựa trên tiêu chí chân thiện mỹ và bằng tất cả sự trân trọng, yêu thương. Dr. Hương tâm sự cùng làn da.